Hơn nửa năm sau ồn ào từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh chính thức tái xuất showbiz. Sau ồn ào từ thiện vào tháng 6 năm 2021, nghệ sĩ Hoài Linh hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội và không có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội. Thậm chí đến khi được công an minh oan, khẳng định nam nghệ sĩ không có dấu hiệu phạm tội, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn giữ im lặng. Mãi cho đến hôm nay ngày 4 tháng 1, một người bạn của nghệ sĩ Hoài Linh mới đây đã đăng tải poster cho thấy nam nghệ sĩ sẽ chính thức trở lại sân khấu vào ngày 7 tháng 1 năm 2022 poster còn có sự hiện diện của nghệ sĩ Việt Hương và diễn viên Khương Ngọc. Như vậy, đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Hoài Linh trở lại với khán giả sau loạt ồn ào không đáng có.